Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về làm việc tại Hưng Yên về việc giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ và luật khoa học công nghệ. Chuyên mục Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, có giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với tinh thần dũng cảm, tự phê bình, nói thẳng, nói thật. Hợp tác xã Mây Che Đan Liên Khê mở rộng xuất khẩu sản phẩm. 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở huyện Yên Mỹ hưởng ứng ngày hội đọc sách. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh ta về việc giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ và luật khoa học công nghệ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tích cực quán triệt triển khai nghị quyết Trung 6 khóa 11 đối với nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cây trồng có giá trị kinh tế cao như nhãn, vải, cam, cây hoa, cây cảnh. Do đó, đã nâng cao được thu nhập cho một đơn vị hecta canh tác. Đồng chí đề nghị đoàn giám sát có tham mưu để Trung ương có chính sách hợp lý trong việc quản lý sắp xếp nhân lực đối với lĩnh vực khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cho các địa phương. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Trung 6 khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ và luật khoa học công nghệ của tỉnh Hưng Yên đã đi vào thực tế, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, đã có tới 190 đề tài dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ được nghiên cứu. Đồng chí yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục nhân rộng những mô hình đã ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và đổi mới phương thức đầu tư trong triển khai xây dựng. Trước đó, đoàn đã tổ chức đi thăm thực tế tại mô hình Hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang và mô hình Gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Sáng nay, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành huyện thành phố. Đây là tổ chức đại diện cho người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh lành mạnh. Thông qua hội sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức người tiêu dùng trong tự bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tổ chức tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo hội phát huy vai trò trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người tiêu dùng trong tỉnh. Hội được thành lập có nghĩa lớn, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc chống hàng giả, gian lận thương mại. Đồng chí yêu cầu ngay sau đại hội, lãnh đạo hội cần phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với một số mặt hàng mà báo chí phản ánh có tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng như lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, cũng như các sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật và công khai các vụ việc vi phạm cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, nhân tỉnh ta chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong chuyên mục Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên hôm nay. Chúng tôi giới thiệu nội dung đồng chí Nguyễn Văn Linh với tinh thần dũng cảm trong đấu tranh tự phê bình, phê phán các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Khi làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh thường nêu phương châm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã sớm thấy được bệnh quan liêu tham nhũng có nguy cơ trở thành quốc nạn, nên đã kịp thời đề xuất những việc cần làm ngay. Đó là những bài báo do chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết, đăng trên trang nhất báo Nhân dân vào các năm 1987, 1988, 1989. Loạt bài Những việc cần làm ngay ký tên là NVL đã dấy lên một luồng gió mới, khơi dậy phong trào báo chí cả nước tham gia đấu tranh chống tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Văn Linh viết, Đảng và Nhà nước quyết tâm làm trong sạch và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp cần nêu gương tốt, giữ mình trong sạch, không quan liêu, không bè phái để có đủ uy tín và sự nghiêm minh trong công việc. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người sớm chỉ ra căn bệnh hình thức trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh không chỉ đôn đốc việc tự phê bình và phê bình từ dưới lên mà cả từ trên xuống. Đồng chí đã tổ chức việc kiểm điểm cá nhân từ Tổng Bí thư đến các ủy viên Bộ Chính trị, không chỉ trong công tác lãnh đạo mà cả trong ý thức tổ chức kỷ luật, trong đạo đức lối sống. Việc làm đó có ý nghĩa rất lớn trong Đảng, được toàn Đảng, toàn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh, lần đầu tiên trong Đảng ta, một ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng mang nặng tư tưởng bảo thủ, thiếu khiêm tốn, không chịu tiếp thu ý kiến phê bình của Đảng về đa nguyên, đa đảng đã bị đưa ra khỏi Trung ương Đảng. Quyết định quan trọng nói trên đã ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực về an ninh chính trị. Quan điểm phê bình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là công khai, dân chủ, dân biết, dân kiểm tra. Đồng chí đã tự tay viết báo phê bình các tổ chức và cá nhân có biểu hiện tiêu cực như lãng phí, buôn lậu, tham nhũng, độc đoán. Loạt bài Những việc cần làm ngay của đồng chí được nhân dân và cán bộ từ nông thôn đến thành thị khắp trong Nam ngoài Bắc chờ đón. Nhờ sự đi tiên phong và gương mẫu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong chống tiêu cực, nên đất nước có luồng gió mới về dân chủ, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Kinh tế, xã hội có sự phát triển, đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần có nhiều chuyển biến theo hướng tốt lên. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng trăn trở để nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng chí chỉ đạo phải đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa biến chất về chính trị và đạo đức, gây chia rẽ, bè phái, tham ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng, những kẻ lười biếng, những kẻ ức hiếp nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến diễn ra vào 20 giờ ngày 21 tháng 4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, 139 đường Bãi Sậy. Và nơi đây cũng chính là sân khấu sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Lúc này đây thì sân khấu cũng đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã diễn ra hoạt động thi cờ tướng. Tại khu vực trung tâm diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động của lễ hội được ban tổ chức trang hoàng bằng pano áp phích cỡ lớn giới thiệu về các di tích trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, hệ thống cây xanh, biển báo, pano, đèn hoa, đèn trang trí được lắp đặt. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cũng đã được triển khai cụ thể đồng bộ, phân công cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chuẩn bị các phương án cứu hộ tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, nơi diễn ra các hoạt động văn nghệ thể thao dưới nước. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Phố Hiến huyền thoại Trầm Tích Phù Sa Sông Hồng do Nhà hát nghệ thuật thực hành Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn được tổng duyệt từ ngày 18 tháng 4. Tất cả đều sẵn sàng để mang tới cho du khách tham quan những nét đẹp của không gian di tích cùng những sinh hoạt văn hóa của người dân vùng Phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, Phố Hiến Hưng Yên đã từng là thương cảng quốc tế sầm uất nhất ở đàng ngoài thế kỷ 16-17. Một tiểu Tràng An, chốn phồn hoa đô hội, cũng là nơi hội tụ giao thoa của nhiều nền văn hóa. Khi kinh thành Thăng Long có 36 phố phường, thì Phố Hiến có hơn 20 phường thị nước tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến. Ngày nay, dấu tích còn lại của Phố Hiến là dày đặc các công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, vẻ đẹp của các công trình trong quần thể di tích Phố Hiến còn là sự kết tinh và giao thoa giữa phong cách kiến trúc thuần Việt, kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc
theo kiểu phương Tây. Quần thể di tích Phố Hiến gồm hơn 150 di tích đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Trong đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến gồm 16 di tích tiêu biểu hợp thành, đó là Văn Miếu, Xích Đằng, Chùa Chuông, Đền Mẫu, Đền Trần, Đình Chùa Hiến, Chùa Phố, Chùa Đễ Châu, Đền Thiên Hậu, Võ Miếu, Đông Đô Quảng Hội, Đền Mây, Đền Cửu Thiên Huyền Nữ, Đền Bà Chú Kho, Đình An Vũ, Đền Kim Đằng, Đền Nam Hòa. Mọi người đều nhận ra được, ở đây có đủ loại hình di tích dồn vào Phố Hiến. Như vậy, phong phú về mặt loại hình, đó là cái chất lượng của cái số lượng. Như vậy là cái tính giao lưu văn hóa một cách phong phú, một cách đa dạng, đa diện, đa chiều của các di tích ở Phố Hiến. Đấy là một giá trị đặc trưng. Cùng với kiến trúc độc đáo, các di tích đều toát lên sự thâm nghiêm của không gian ô tịch gắn với sự bài trí tượng thờ trong khung cảnh thiên nhiên hài hòa, khiến nhiều di tích ở Phố Hiến tạo được ấn tượng khá mạnh và sâu lắng trong du khách. Đó là chùa Chuông phong cảnh tuyệt mỹ, được ví là thắng cảnh đẹp nhất Sơn Nam, là đền mẫu cổ kính ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ ba gốc soi bóng lung linh bên hồ Bán Nguyệt thơ mộng, là đền Mây thấp thoáng bên bờ sông Hồng, được coi là đẹp hơn cả trăm cảnh, nghìn cảnh. Tại Phố Hiến còn có những công trình kiến trúc của người Việt kết hợp với kiến trúc Trung Hoa và phương Tây như Đông Đô Quảng Hội, Đền Thiên Hậu, Chùa Phố, Võ Miếu. Từ năm 2007, thành phố Hưng Yên đã phục dựng và tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến vào đầu tháng 3 hàng năm. Tại lễ hội, các nghi thức tế lễ truyền thống nhằm tạo không gian văn hóa riêng của vùng Phố Hiến cũng được phục dựng và phát huy. Phần hội là các hoạt động sôi nổi náo nhiệt với những trò chơi dân gian. Tại đây, tinh hoa văn hóa của các lễ hội ở các di tích được chất lọc hội tụ, thể hiện đầy đủ sự tinh túy đặc sắc của văn hóa đất Phố Hiến. Ở Phố Hiến, di tích còn là cơ sở, là địa bàn, là nền tảng, là bối cảnh, là môi trường của một loạt các hoạt động văn hóa. Trong đó có một bộ phận rất quan trọng là văn hóa tâm linh, vốn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với riêng Phố Hiến mà của người Việt nói chung nữa. Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là hoạt động mở màn cho một chuỗi các lễ hội tại các di tích, khiến không gian lễ hội như một dòng chảy liên tục kéo dài. Trong không gian linh thiêng của các di tích, các hoạt động văn hóa cộng đồng được tái hiện phần nào, khắc họa sống động, giúp du khách mường tượng về cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của Phố Hiến xưa. Đắm mình trong không khí lễ hội, du khách được tìm hiểu sâu thêm về truyền thống văn hóa, được khám phá những nét độc đáo riêng về ẩm thực, âm nhạc và các trò chơi dân gian độc đáo. Đây cũng là dịp để thành phố Hưng Yên quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử lễ hội, nhằm không ngừng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn đã khiến văn hóa đọc đang bị mai một. Để khơi dậy phong trào đọc sách những năm qua, Thư viện Nguyễn Ân Thi đặc biệt chú trọng việc nâng cao vốn tài liệu tuyên truyền, giới thiệu sách báo, phục vụ bạn đọc, đặc biệt là đối tượng học sinh. Với gần 8.000 cuốn sách đủ loại, hàng năm Thư viện Nguyễn Ân Thi thường xuyên bổ sung thêm 7 đầu sách báo mới phục vụ học sinh và người dân trong huyện. Bên cạnh nguồn sách từ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Thư viện huyện đã huy động nguồn sách từ chính bạn đọc. Thư viện huyện cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện tổ chức Ngày hội đọc sách 21 tháng 4 hàng năm, mở các cuộc triển lãm sách vào các dịp 30 tháng 4, mùng 7 tháng 5 và hiện đang đưa những cuốn sách về giáo dục nhân cách và đạo đức xuống cung cấp cho các trường học nhằm nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.
Trong quý 1 năm 2018, đã có hơn 1.900 lượt bạn đọc, gần 7.700 lượt bạn đọc mượn sách. Những hoạt động của thư viện đã góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn huyện. Hưởng ứng ngày hội đọc sách, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ đã phát động phong trào và tổ chức ngày hội đọc sách tới tất cả các trường học trên địa bàn huyện. Hiện 38 trên 38 trường tiểu học và trung học cơ sở của huyện Yên Mỹ đều có thư viện sách. Ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh đọc sách vào thời gian nghỉ giữa giờ, các tiết sinh hoạt để nâng cao hiệu quả đọc sách hàng năm vào ngày hội đọc sách, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã phát động phong trào ngày hội đọc sách tới tất cả các trường học. Năm nay, 100% các trường học trên địa bàn huyện còn tổ chức các phong trào như trưng bày sách, kể chuyện theo sách, từ đó giúp các em học sinh được mở rộng kiến thức, vốn sống và đặc biệt là thu thập kiến thức, góp phần hiệu quả vào xây dựng phong trào đọc sách trong mỗi nhà trường. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm nay, thời tiết nắng ấm thuận lợi nên các diện tích nhãn của huyện Tiên Lữ đang vào thời kỳ đậu quả non, đạt tỷ lệ trên 80%. Huyện Tiên Lữ có 410 ha trồng nhãn các loại, tập trung nhiều ở các xã Thủ Sĩ, Tiện Phiến và Nhật Tân. Thời điểm này, các hộ dân trồng nhãn đang tích cực tưới nước cấp ẩm, tiến hành phun thuốc trừ sâu bệnh, rắc vôi bột để cải tạo độ pH cho đất, đảm bảo dinh dưỡng để phát triển quả non. Nhờ kỹ thuật canh tác của người dân cùng thời tiết ủng hộ nên vụ nhãn năm nay các diện tích nhãn ở huyện Tiên Lữ đều cho tỷ lệ đậu quả cao, đạt trên 80%. Dự đoán sản lượng nhãn của huyện năm nay ước đạt khoảng 3.000 tấn quả, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, nhiều hộ dân tại huyện Kim Động đang tập trung thu hoạch dưa chuột. Năm nay thời tiết thuận lợi, dưa chuột cho năng suất, giá bán cao hơn so với mọi năm, đã đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ nông dân. Vụ xuân năm nay, huyện Kim Động trồng được hơn 40 ha dưa chuột, tập trung ở các xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Vũ Xá và Phố Thịnh. Bình quân mỗi sào dưa, bà con thu từ 1 đến 1,2 tấn. Hiện thương lái thu mua dao động từ 12 đến 15.000 đồng một kg, cao hơn từ 4 đến 6.000 đồng một kg so với năm 2017, đã cho bà con nông dân thu lãi từ 7 triệu đến 8 triệu đồng một sào. Với hiệu quả thiết thực từ trồng hoa mang lại, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Giang đã có thêm trên 50 ha được chuyển đổi từ đất lúa sang trồng hoa. Đây là khu ruộng trên 10 mẫu, vừa được anh Lý Văn Đoàn cùng hai người bạn ở xã Phụng Công thuê của người dân xã Tân Tiến và xã Vĩnh Khúc để chuyển sang trồng hoa. Anh Đoàn cho biết đây là khu ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả. Để trồng được hoa, anh phải đầu tư khoảng 100 triệu đồng một mẫu để cải tạo đất, làm đường, làm hệ thống tưới tiêu. Toàn huyện hiện có trên 200 ha chuyên canh hoa các loại, tăng 50 ha so với năm ngoái. Hầu hết các diện tích hoa đều được quy thành vùng với quy mô lớn, lễ hội chủ yếu tập trung ở xã Xuân Quang, Phụng Công, thị trấn Văn Giang và phát triển sang các địa phương lân cận. Các chủng loại hoa cây cảnh đa dạng, trong đó có nhiều giống hoa có chất lượng cao như hoa lily, hoa lan, hoa hồng, hoa trà, hoa trạng nguyên, hoa hải đường. Hầu hết các nhà vườn đều đầu tư đồng bộ với hệ thống nhà lưới che nắng che mưa, hệ thống tưới tiện lợi. Bình quân thu nhập từ trồng hoa đạt từ 35 đến 40 triệu đồng một sào trên năm, tương đương khoảng 1 tỷ đồng hecta. Những vườn hoa chất lượng cao còn cho thu vài tỷ đồng một hecta một năm. Đây là dịp để thành phố Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Quang Hưng luôn là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhất của huyện Phù Cử, trở thành chỗ dựa tin cậy cho bà con nông dân. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Quang Hưng được thành lập năm 1998 với 14 thành viên. Suốt 20 năm qua, hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ tích cực cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất. Hiện nay, hợp tác xã cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân trên địa bàn xã và các xã lân cận, khoảng 50 tấn phân bón và 5 tạ giống các loại. Hợp tác xã liên hệ với hàng chục công ty về giống phân bón để cung ứng cho bà con nông dân với hình thức trả chậm, đồng thời thu mua nông sản với giá ổn định. Hàng năm, hợp tác xã tổ chức từ 10 đến 12 lớp tập huấn để trang bị cho bà con những kiến thức khoa học kỹ thuật, giới thiệu những giống cây con mới. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Quang Hưng đã nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trước tình trạng rất nhiều làng nghề bị mai một, thì nghề sản xuất mây che đan của Hợp tác xã Mây Che Đan xã Liên Khê, huyện Khoái Châu ngày càng phát triển và tạo nhiều việc làm cho các hộ dân nơi đây.
Nghề mây che đan của hợp tác xã Mây Che Đan xã Liên Khê đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận làng nghề năm 2004 và đang tạo việc làm cho 400 lao động địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 3 triệu đồng một tháng. Mẫu mã sản phẩm rất đa dạng và phong phú như giỏ hộp đựng đồ, khay, hòm làn, có giá dao động từ 50 đến 600 nghìn đồng một sản phẩm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản và Singapore. Hiện nay, mỗi tháng, hợp tác xã xuất bán khoảng từ 6.000 đến 7.000 sản phẩm các loại với doanh thu trên 500 triệu đồng.